Chào mừng quý vị khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ bảy, ngày 20 tháng 7 của Yêu bóng đá Phải Gồn. 24 giờ qua chứng kiến những diễn biến vô cùng sôi động của thị trường chuyển nhượng hè. Và bản tin ngày hôm nay sẽ giúp các bạn điểm qua tất cả. Bên cạnh đó, một số thông tin hấp dẫn khác cũng sẽ có mặt. Không để quý vị và các bạn phải đợi lâu, hãy bắt đầu bản tin ngày 20 tháng 7 ngay thôi. Enzo Fernandez có thể bị cấm thi đấu 12 trận. Enzo hiện đang bị Chelsea điều tra về vụ việc. Nhưng Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL cũng đang xem xét hành vi của tiền vệ này cùng với các đồng đội. Cầu thủ 23 tuổi đã xin lỗi sau vụ việc. Tuy nhiên, theo luật sư thể thao Udo Onwuere, hiện tại anh đang có nguy cơ bị cấm thi đấu 12 trận. Onwuere tin rằng FIFA sẽ chuyển giao trách nhiệm xử phạt Fernandez cho Liên đoàn bóng đá Anh FA, đơn vị có các hướng dẫn nghiêm ngặt về việc trừng phạt hành vi phân biệt đối xử. Quy định của FA có đoạn: một án treo giò từ 6 đến 12 trận sẽ được khuyến nghị lên ủy ban quản lý đối với hầu hết mọi hành vi phân biệt đối xử của những người tham gia trên phương diện cá nhân. MU sẵn sàng để Antony ra đi ngay hè này. Mới đây, theo báo cáo của nhà báo Mark Ogden, phóng viên ESPN, thì Quỷ Đỏ đã cho phép thêm một ngôi sao khác rời Old Trafford ngay trong hè này, sau Greenwood, chính là tiền đạo người Brazil, Antony. Mark Ogden cũng báo cáo rằng Quỷ Đỏ sẽ gật đầu với một điều khoản cho mượn nếu bất kỳ câu lạc bộ nào sẵn sàng chi trả mức lương 70.000 bảng trên tuần hiện tại của anh. Hiệu ứng Messi không ngừng tăng, lập siêu kỷ lục tại MLS. Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm gây thu hút với cổ động viên tham dự tại các giải đấu nhà nghề Mỹ, MLS. Và dĩ nhiên, đó là những trận đấu của câu lạc bộ nơi siêu sao Argentina thi đấu, Inter Miami. So với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu của giải đấu năm nay có sự tăng trưởng của người mộ trong các trận đấu trên sân nhà của Inter Miami là gần 30%. Điều này cũng được phản ánh trong mức trung bình của sự hiện diện người mộ trong toàn bộ MLS từ 21.730 lên 23.746, tăng 7%. Đây được xem là những kỷ lục mà chỉ có Messi mới có thể làm được tại bóng đá Mỹ. Thân ông Jaman đòi Barca tăng lương. Theo Sport, Barca thực tế sớm lên kế hoạch tăng lương cho Jaman trong hè 2026, thời điểm giao kèo hiện tại kết thúc. Câu lạc bộ xứ Catalonia có thỏa thuận riêng cho phép họ ký hợp đồng với Jaman kéo dài đến năm 2030. Tuy nhiên, sau khi thân đồng người Tây Ban Nha thi đấu chói sáng ở Euro 2024, đại diện Jorge Mendes gây sức ép yêu cầu ban lãnh đạo Barca tăng lương cho Jaman trong mùa giải 2024-2025. Daily Mail cho hay, chủ tịch Laporta khả năng sẽ đáp ứng lời đề nghị này bởi Barca coi Jaman là tài sản quý giá nhất của đội bóng, cả về mặt thể thao lẫn thương mại. Cucurella giữ lời hứa nhuộm tóc đỏ sau khi vô địch Euro. Trước khi Euro 2024 khởi tranh, Marc Cucurella tuyên bố sẽ nhuộm đỏ tóc trong trường hợp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch. Và anh cùng các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Những ngày qua, người mộ đội tuyển Tây Ban Nha không khỏi chờ đợi diện mạo mới của Cucurella. Và hậu vệ 26 tuổi cuối cùng đã thực hiện lời hứa. Trên trang cá nhân, Cucurella đăng tải bức ảnh với mái đầu mới, mái tóc dài xoăn lãng tử được nhuộm đỏ, càng làm cho cầu thủ người Tây Ban Nha có thêm nét cá tính. Thật sự rất ấn tượng và Marc Cucurella đang biến hè 2024 cho nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Arsenal chuẩn bị nhận đề nghị thứ hai cho Emile Smith Rowe. Theo Fabrizio Romano, sau Fulham, Crystal Palace chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị dành cho tiền vệ Smith Rowe của Arsenal. Pháo thủ đang tìm cách thu tiền từ cầu thủ này vì anh không còn chỗ trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta. Crystal Palace và Fulham đều thể hiện sự quan tâm đến sự phục vụ của tiền vệ này, nhưng Fulham đã bị từ chối. Romano viết: Crystal Palace đang chuẩn bị đề nghị hỏi mua Emile Smith Rowe. Fulham đã bị Arsenal từ chối trong tuần này và Crystal Palace đang chuẩn bị thử vì huấn luyện viên Oliver Glasner thực sự muốn có anh ấy. Man City dẫn đầu cuộc đua giành vua phá lưới Euro 2024. Theo Football Insider, Man City hiện được coi là ứng cử viên sáng giá nhất để ký hợp đồng với tiền vệ Dani Olmo, vua phá lưới Euro 2024, sau những cuộc đàm phán gần đây về động thái chuyển nhượng vào mùa hè này. Gác khổng lồ nước Anh phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía Barcelona và Bayern Munich, nhưng đó sẽ không phải là vấn đề với Manchester City nếu quyết định muốn có cầu thủ này. Barca đang muốn ký hợp đồng với đồng đội cột mộ tại đội tuyển Tây Ban Nha là Nico Williams trong mùa giải mới, và đội bóng xứ Catalonia sẽ không thể chi trả cho cả hai vì vấn đề tài chính của họ. Về phía Bayern Munich, gác khổng lồ nước Đức đã chi 55 triệu bảng cho Michael Olise và 50 triệu bảng cho João Palhinha vào mùa hè này. Chính vì thế, sẽ không dễ để hùng xám xứ Bavaria tiếp tục bạo trì cho Olmo. Zidane chờ dẫn dắt đội tuyển Pháp. Theo chuyên gia bóng đá người Pháp Jonathan Johnson,
huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không quyết định tiếp quản câu lạc bộ nào. Ngoài ra, Johnson còn tiết lộ rằng Zizou vẫn đang quyết tâm để chờ đội ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển Pháp. Mặc dù huấn luyện viên hiện tại Didier Deschamps vẫn cam kết dẫn dắt lập lờ đến hết World Cup 2026, nhưng điều đó không thể khiến cho Zidane nản lòng. Quỷ đỏ đồng ý các điều khoản cá nhân với Manuel Ugarte. Manchester United đã có những bước tiến lớn trong việc theo đuổi Manuel Ugarte của Paris Saint-Germain. Bởi theo chuyên đạo chuyển nhượng Fabrizio Romano, quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận các điều khoản cá nhân với Ugarte. Tiền vệ phòng ngự PSG rất muốn chuyển đến Old Trafford sau khi mất vị trí đá chính dưới thời Luis Enrique, với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các câu lạc bộ về mức phí. Erik ten Hag tự tin trước mùa giải mới. Vượt qua rất nhiều tin đồn về việc bị sa thải, thì huấn luyện viên Erik ten Hag đã được Manchester United trả hợp đồng. Điều này khiến cho chiến lược gia người Lan phát ra thông điệp đầy tự tin cùng nội dung: nếu ban lãnh đạo tìm được ai đó họ cho là tốt hơn vào ngày mai, tôi sẽ rời đi. Mọi chuyện rất đơn giản, vì ở một câu lạc bộ như Manchester United hay Bayern Munich hoặc Ajax, nếu bạn không thể giành chiến thắng thì sẽ có vấn đề. Kante sắp tái xuất Premier League. Theo Sky Sports, West Ham đang tích cực theo đuổi việc kiếp đồng với cựu tiền vệ Chelsea N'Golo Kante từ câu lạc bộ Al Ittihad của Saudi Pro League. Đội bóng đã đánh giá tính khả thi của vụ chuyển nhượng với mức giá khoảng 20 triệu bảng Anh. Cầu thủ 33 tuổi đã chuyển sang Saudi Arabia vào năm 2023 sau 8 năm thành công cùng Chelsea. Tuy nhiên, mức lương cao của anh ở vùng vịnh có thể là rào cản đáng kể với West Ham. Chelsea nhắm Andreas Pereira thay Gallagher. Theo trang Global Brazil, Andreas Pereira đang trở thành lựa chọn hàng đầu của Chelsea để thay thế Conor Gallagher. The Blue sẵn sàng trả tới 35 triệu bảng để có tuyển thủ Brazil, đồng thời hy vọng sẽ bán được Gallagher với giá khoảng 50 triệu bảng. Morata chính thức gia nhập AC Milan. Alvaro Morata chính thức gia nhập câu lạc bộ AC Milan với bản hợp đồng đến tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này là khoảng 13 triệu euro. Tại đội bóng mới, Morata mặc áo số 7, nhận lương 5 triệu euro trên mùa. Chính thức, Cesc Fabregas trở thành huấn luyện viên trưởng. Ngày hôm qua, câu lạc bộ Serie A Como chính thức thông báo rằng cựu tiền vệ Cesc Fabregas đã kết đồng huấn luyện viên trưởng với thời hạn 4 năm. Đây là lần đầu tiên Cesc Fabregas đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng, một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh sau một mùa giải đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền và trợ lý huấn luyện viên thành công. Barca ra giá bán Rafinha. Đội bóng xứ Catalan vừa ra giá 50 triệu euro cho bất kỳ đối tác nào muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Rafinha. Ngôi sao người Brazil gia nhập đội chủ sân Camp Nou vào năm 2022, nhưng không gây ấn tượng đủ tốt sau hai mùa giải. Hun Joro, Real Madrid nhắm Laporte. Theo Zumiro, sau khi để mất hậu vệ trẻ tiềm năng Leny Joro vào tay Manchester United, Real Madrid đang cân nhắc chiêu mộ Emerick Laporte như một phương án thay thế lý tưởng. Tuyển thủ Tây Ban Nha vừa trải qua một kỳ Euro 2024 thành công với chức vô địch cùng La Roja. Chelsea muốn chiêu mộ thủ môn của Real Madrid. Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Chelsea đang muốn chiêu mộ thủ thành Andrei Lunin từ Real Madrid. Hợp đồng của thủ môn người Ukraine chỉ còn 1 năm. Bên cạnh đó, Lunin cũng đang muốn ra đi để được bắt chính nhiều hơn. Mùa trước, Lunin thường xuyên được thi đấu nhờ cầu thủ bị chấn thương. Trên đây cũng là chi tiết cuối cùng của bản tin bóng đá ngày 20 tháng 7 với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá Phai Gôn. Hãy để lại comment về thông tin bản tin đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé.